Giảng ngày 12 tháng 10 năm 2012. Pháp. Pháp luôn là đức hạnh, ở cả phần đầu, phần giữa và phần cuối. Trong các bạn, nhiều người đã biết văn hóa Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, đã gặp các Lạt Ma Tây Tạng và Thọ giáo lý. Các bạn ấy đã biết truyền thống Tây Tạng. Tuy nhiên, hai truyền thống Tạng và Việt có những khác biệt, nên chúng ta vẫn có những điều mới mẻ để cùng chia sẻ. Các bạn có thể học và thầy cũng học thêm điều gì đó. Đây là một cách học hỏi lẫn nhau rất bổ ích. Mặc dù thuộc hai truyền thống khác nhau, chúng ta vẫn chung cách hiểu về đạo Phật và pháp của Phật. Pháp là gì? Pháp là thiện hiền, và pháp chuyển hóa mọi thứ thành thiện hiền, thành thanh tịnh. Pháp luôn là đức hạnh. Pháp luôn là đức hạnh ở cả phần đầu, phần giữa và phần cuối. Pháp là như vậy. Cái gì làm cho pháp là đức hạnh cả phần đầu, phần giữa và phần cuối? Đó là tâm bi, tâm bồ đề và thiện hạnh. Những phẩm tánh này làm cho pháp đức hạnh cả phần đầu, phần giữa và phần cuối. Có những nét tương đồng giữa các truyền thống, các tôn giáo khác nhau. Ví dụ, các truyền thống khác cũng nói về tánh không. Các truyền thống khác nhau đều coi trọng tình thương yêu. Nhưng cách Phật giáo quan niệm về tâm bi mẫn sâu rộng hơn và đúng. Bởi vì người tu Phật coi tất cả chúng sinh hữu tình quan trọng như nhau. Một số tôn giáo khác coi con người là quan trọng nhất, còn chúng sinh khác không mấy quan trọng. Con người là chúa tể và chúng sinh khác tồn tại vì lợi ích của con người. Đạo Phật không quan niệm như vậy. Chúng ta coi tất cả hữu tình chúng sinh quan trọng như nhau, vì tất cả đều có Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều nương vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại. Tất cả đều muốn sống, muốn hạnh phúc. Vì vậy, tất cả hữu tình chúng sinh đều rất quan trọng theo quan điểm của Phật giáo. Tại các tu viện Tây Tạng, chư tăng phải học năm môn ngũ minh học. Đây là sự khác biệt giữa hai truyền thống Tây Tạng và Việt Nam. Ở các tu viện Tây Tạng, như tăng phải học năm môn. Thứ nhất là logic học. Ở Tây Tạng, môn học này rất quan trọng. Họ học giáo lý Trung Quán, giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, giáo lý A Di Đà và giới luật của truyền thống Tiểu Thừa. Tây Tạng là đất nước Phật giáo. Đa số người dân ở đây là Phật tử có tâm đạo thành tín. Họ cũng thọ giáo lý và tu trì, nhưng không học tập, nghiên cứu nhiều. Vì phải nuôi gia đình, vì có nhiều công việc, trách nhiệm phải lo toan, nên họ không có nhiều thời gian để hành trì như chư tăng ni. Các đạo sư cũng dạy giáo lý cho họ, nhưng cách dạy đơn giản hơn. Các ngài dạy những gì thực tế, hữu ích và thực sự cốt tủy. Luôn luôn các ngài nói về từ, bi và nhân quả. Đây là những chủ đề rất quan trọng cho dân chúng và cho người tu tại gia ở Tây Tạng. Pháp dễ nói mà khó làm. Vì lẽ đó mà tất cả các bậc thầy cứ dạy đi dạy lại mãi vẫn cùng một thứ. Nói chung, khái niệm học giả là một thứ khác xa với khái niệm hành giả. Có nhiều học giả tuy thông tuệ, uyên bác, nhưng vẫn lăn lóc trong luân hồi, thậm chí không có khả năng tự đoạn diệt phiền não. Chỉ hiểu biết giáo lý thôi chưa đủ. Để thành người tu đạo đích thực, ta phải thực hành, phải nuôi dưỡng tâm bi, phải chuyển hóa tâm, xa lìa phiền não, vọng tưởng phân biệt. Đây là con đường duy nhất để thành người tu chân chính. Những ai quyết lòng chân tu, nhất thiết phải đi con đường này, phải chọn con đường của pháp chân thực. Bằng không, quý vị có thể là một học giả uyên bác, nhưng vẫn mãi lăn lóc trong sinh tử, vẫn đau khổ, vẫn không được tự do. Để chân thực tu đạo, ta cần phải biết pháp dễ nói mà khó làm. Vì lẽ đó mà tất cả các bậc thầy cứ dạy đi dạy lại mãi vẫn cùng một thứ, nhắc đi nhắc lại mãi cho đệ tử vẫn cùng một thứ. Họ có lý do chắc chắn để làm như vậy. Tu pháp A-di-đà,
chỉ trì chú thôi không đủ. Ở Tây Tạng, từ người dân cho tới các hành giả, ai cũng biết pháp tịnh độ A-di-đà. Ở Việt Nam và Trung Quốc cũng có pháp tịnh độ. Ở Tây Tạng, pháp A-di-đà rất phổ biến và rất quan trọng. Pháp tu này rất tốt, đơn giản nhưng có sức mạnh rất lớn mà người tu nên theo. Do căn cơ và hoàn cảnh chúng ta rất khó đạt được giải thoát ngay trong một đời, so với việc đó thì giảng sanh tịnh độ là con đường dễ hơn. Vì vậy, tu pháp tịnh độ là rất tốt. Nơi cõi tịnh độ vắng bặt, những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong thế giới này, những thứ có trong tâm và trong thân chúng ta, trong chữ đê quên trên thì đê có nghĩa là lạc, đối lập với khổ. Cõi cực lạc có nhiều phẩm tính thù thắng nên nhiều người muốn giảng sinh về đó, và họ trì chú A-di-đà hoặc niệm hồng danh của Ngài. Đây là nhân duyên để giảng sanh tịnh độ. Nhưng chỉ niệm hồng danh Đức A-di-đà thôi thì chưa đủ. Có bốn nhân duyên giảng sanh cõi cực lạc ta cần phải biết. Bốn nhân duyên này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết trong kinh A-di-đà. Nhân duyên thứ nhất gọi là trợ duyên, tức là hỗ trợ cho việc tu pháp A-di-đà. Chúng ta phải quán tưởng Đức A-di-đà. Chúng ta phải biết thân tướng của Ngài ra sao, Ngài khoác y áo gì. Cần phải biết rõ ràng bổn nguyện của Ngài và cõi cực lạc. Có nhiều lời nguyện giảng sanh tịnh độ. Một trong những lời nguyện phổ biến nhất, đơn giản, dễ tụng và rõ ràng nhất là lời nguyện của Ngài Kama Chime, đã dịch sang tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Nó có oai lực lớn và rất lợi lạc. Phật A-di-đà trong truyền thống Hiện giáo thường có sắc đỏ, một mặt, hai tay. Ngài khoác ba y tỳ kheo, ngự trên bảo tòa dưới cội Bồ Đề với đầy đủ các món trang nghiêm thân Phật. Bồ Tát Ma-ha-tát Quán Thế Âm ở phía bên phải Ngài và Đại Thế Chí Bồ Tát ở phía bên trái. Có hàng trăm ngàn vị Bồ Tát và chư Thánh Tôn của cõi cực lạc dây quanh Ngài. Hãy nghĩ về Đức A-di-đà và quán tưởng Ngài đang ở phía trước mặt mình. Tu pháp A-di-đà chỉ trì chú thôi thì không đủ. Như đã nói ở trên, cần phải luôn tỉnh giác về động cơ của mình và các vọng niệm trong tâm. Khi tu pháp A-di-đà, hành giả phải tập trung tâm ý vào pháp quán tưởng. Nhưng ta thường không làm như vậy. Đa số chúng ta đều có rất nhiều ý nghĩ, nhiều vọng niệm khởi lên trong tâm, vừa trì chú vừa nghĩ về đủ thứ chuyện như chồng, vợ, con cái, vân vân. Như vậy là không tốt. Vì vậy, cần phải giữ định tâm. Làm sao có được định tâm? Tập trung vào việc quán tưởng Phật A-di-đà và cố gắng không sao nhãn việc ấy. Nhân duyên thứ hai là tu tịnh quá nghiệp và tích lũy công đức trước Đức A-di-đà. Phải thực hiện việc này như thế nào? Có nhiều cách. Kinh A-di-đà dạy rằng có thể tu thất chi nguyện, lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh Đức Bổn Sư hoặc chư Phật chuyển pháp luân, thỉnh các ngài trụ thế và hồi hướng. Đây là nền tảng căn bản, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề và tâm bi. Chỉ trì chú thôi thì không đủ, mà phải nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Ta làm như vậy không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả chúng sinh. Tâm Bồ Đề chính là động cơ. Bodhi có nghĩa là giác ngộ, còn Kita có nghĩa là tâm. Bodhisitta có nghĩa là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là như thế nào? Nó rất thanh tịnh. Tại sao lại nói tâm ấy thanh tịnh? Bởi vì tâm chúng ta không như vậy. Tâm chúng ta đầy ô nhiễm, đầy ích kỷ và đầy những ý nghĩ vị kỷ. Vì thế, nó không thanh tịnh. Tâm các bậc tối tôn như Phật A-di-đà, Đức Quán Thế Âm thì tuyệt đối thanh tịnh. Các ngài không ích kỷ mà luôn nghĩ tới chúng sinh, còn chúng ta thì luôn nghĩ tới mình. Chúng ta phải nuôi dung bồi tâm Bồ Đề. Làm thế nào để dung bồi tâm ấy?
chúng ta phải nghĩ tới chúng sinh, mong ước họ được thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. Nhân duyên thứ tư gọi là giúp đỡ cho pháp tu. Cần phải phát nguyện: nguyện con giảng sanh tịnh độ, nguyện hết thảy hữu tình chúng sanh giảng sanh tịnh độ. Chúng ta lặp đi lặp lại lời nguyện như vậy nhiều lần, phải phát nguyện với quyết tâm mãnh liệt. Sau đó hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh giảng sanh tịnh độ. Đây là bốn nhân duyên giảng sanh tịnh độ. Tâm bi mẫn và tâm bồ đề rất quan trọng đối với pháp tu A Di Đà. Phát triển các phẩm tánh này là rất quan trọng, rất lợi lạc. Các phẩm tánh này lợi lạc không chỉ trong việc tu mà còn giúp ta giải quyết các vấn đề khác nữa. Ta thấy có người không có chút lòng tốt hay tâm bồ đề, những người này không hạnh phúc và những việc bất như ý luôn xảy ra với họ. Hầu như lúc nào họ cũng trong tâm trạng xấu, họ có thể rất hung dữ hoặc rất ích kỷ. Tâm bồ đề và tâm bi mẫn giúp ta giảm bớt những phiền não ấy. Những phẩm tánh này làm cho tâm ta trong sáng, cho ta thành người thiện hiền, từ hòa, được mọi người trân quý, khâm phục và noi gương. Chúng ta không muốn giống làm người xấu tính, ác tâm và hung dữ. Vì vậy, lòng bi mẫn, lòng tốt và tâm bồ đề là những phẩm tánh mà ta cần cố gắng nuôi dưỡng. Pháp tu. Nếu hành giả muốn pháp tu nhằm khai thị Phật tánh thì phải tu ngông trô trước. Hỏi: đạo Phật ra đời cách đây 2.556 năm, tại sao đến nay lại có nhiều tông phái ra đời? Ngay khi Đức Phật còn tại thế, có nhiều tông phái như hiện nay không? Trả lời: sự thật đúng là như vậy. Truyền thống Phật giáo ở Ấn Độ có bốn dòng phái chính. Các dòng phái này lại chia thành các nhánh. Ví dụ như Trung Quán Tông có bốn nhánh nhỏ. Hiện tượng này là bình thường vì giáo lý Phật bao la, rộng lớn, cho nên cách mà con người hiểu giáo lý ấy cũng rất khác nhau. Từ đó mà phát sinh ra các dòng phái. Tuy nhiên, các dòng phái đều cố gắng đạt tới cách nhìn đúng đắn về giáo lý Phật Đà. Vì vậy, nhiều dòng phái cũng không đáng ngại. Căn cơ của con người rất khác nhau nên sinh ra nhiều dòng phái. Nhưng mục đích thì chỉ một, đó là đạt tới giải thoát. Tại sao có nhiều dòng phái? Câu trả lời là bởi vì có nhiều loại nghiệp khác nhau. Hỏi: người tu Kim Cang Thừa có bắt buộc phải qua Ngông Trô không? Nếu không tu Ngông Trô mà tu các pháp khác như Pháp Dược Sư, Ta Ra hay A Di Đà thì có được không ạ? Trả lời: tại sao lại có Kim Cang Thừa? Kim Cang Thừa dành cho những ai có cơ duyên vượt thoát sinh tử trong một thời gian ngắn hơn. Có nhiều cấp độ giáo lý, nhiều pháp tu trong Kim Cang Thừa như Đại Thủ Ấn, Đại Viên Mãn. Để tu Đại Thủ Ấn hay Đại Viên Mãn phải qua pháp tu tiên yếu, tức là Ngông Trô. Đây là pháp chuẩn bị nhằm tạo nhân duyên cho người tu đạt tới cứu cánh. Thiếu những nhân duyên ấy thì việc đạt chứng ngộ hầu như không thể được. Vậy nên Ngông Trô quan trọng hơn đối với những hành giả đó. Tóm lại, câu trả lời là có. Còn để các pháp như Pháp Ta Ra hay Pháp Dược Sư thì yêu cầu đối với người tu chỉ là thọ quán đảnh, thọ giáo lý và những chỉ dạy về pháp tu. Chỉ cần như vậy là có thể tu được rồi. Nhưng đối với giáo lý về chân tánh của tâm thì không như vậy. Nếu hành giả muốn pháp tu nhằm khai thị Phật tánh thì phải tu Ngông Trô. Hỏi: trong Kim Cang Thừa có các bổn tôn khác nhau, vậy làm sao con biết được con phù hợp với bổn tôn nào? Trả lời: câu hỏi này rất phổ biến, có nhiều người hỏi như vậy. Không dễ đưa ra câu trả lời hãy làm cái này hay hãy làm cái kia. Làm sao để quyết định nên tu bổn tôn nào? Có một số cách để xác định, ít ra là hai. Thứ nhất, Đức Bổn Sư giới thiệu bổn tôn cho đệ tử. Thứ hai, việc này xảy ra một cách tự nhiên. Có người nghĩ, ồ, bổn tôn này hợp, mình rất thích tu. Hoặc là một số người nằm mơ,
Còn một số khác thì có cảm giác đặc biệt khi vừa nghe đến tên Bổn Tôn. Đó là hai cách chính để chọn Bổn Tôn, hai loại nghiệp chính. Ngoài ra, có một cách rất phổ biến để hiểu về chư Phật và chư Bổn Tôn. Tất cả chư Phật, chư Bổn Tôn có vô lượng từ, bi, trí tuệ, vô lượng đại lực cứu độ chúng sinh. Vì vậy, hành trì bất cứ pháp Bổn Tôn nào cũng đem lại nhiều lợi lạc và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Có pháp của Phật Vô Lượng Thọ, Phật Dược Sư, Phật Của Hành, Phật Của Tuệ. Ai muốn trường thọ thì tu pháp Phật Trường Thọ Amitayazic. Tu pháp này có thể đạt giải thoát. Người muốn thành công trong đời thường như trong kinh doanh có thể tu pháp lục độ Mẫu Tara hoặc pháp bảo tàng chủ Ochen Ramhala. Người muốn có trí tuệ nên tu pháp Văn Thù Sư Lợi, Diệu Âm Thiên Nữ Saravati. Đó là cách chọn Bổn Tôn rất phổ biến. Giới. Tu Kim Cang Thừa hay tu Phật nói chung đều chính là tu giới. Hỏi: hiện nay Phật tử không biết 14 mật nguyện của Kim Cang Thừa, xin Thầy giảng và truyền giới cho chúng con. Trả lời: ai cũng thích thề thốt, nhưng thiên hạ không ai thích giới nguyện cả. Đây là một đề tài lớn. Tu Kim Cang Thừa hay tu Phật nói chung đều chính là tu giới. Ví dụ, khi Thầy nói về pháp tịnh độ thì bốn nhân duyên giảng sanh tịnh độ chính là một loại giới. Bởi vì nếu ta không làm đúng như vậy thì không thể thành tựu, và rồi sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Còn nếu làm được thì bạn sẽ thành tựu. Vậy nên nói rằng tu Kim Cang Thừa hay việc tu nói chung, tất cả đều là việc tu giới. 14 mật nguyện trong Kim Cang Thừa rất quan trọng, nhưng đề tài này cần có nhiều thời gian hơn. Giới có nghĩa là gì? Ý nghĩa của giới là phát lời thề rằng ta sẽ làm việc này, việc nọ. Khi một ai đó nói tôi tu tâm bi, thì giới người đó thọ là không nổi giận, không hung dữ, không thù ghét. Tâm thù hận, sân hận và ích kỷ là chướng duyên cho việc tu tâm bi. Tóm lại, thọ giới có nghĩa là nói rằng tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ không làm thế kia. Khi một ai đó nói tôi tu Kim Cang Thừa, thì điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là tôi sẽ trụ trong tánh, trong tâm thanh tịnh. Đây là ý nghĩa tổng quát của Kim Cang Thừa. Giới người đó tu là tôi sẽ không khởi ý nghĩ tiêu cực, bất tịnh về những người khác, về các sự vật, hiện tượng. Đây là một trong những thực hành chính yếu của Kim Cang Thừa. Có nhiều giới nhưng người tu có thể chỉ cần trì một, hai hoặc ba giới thôi. Tôi sẽ luôn thấy Đức Bổn Sư là một vị Phật. Tôi sẽ làm theo ý chỉ của Ngài. Tôi sẽ cố gắng trụ trong tuệ, trong tâm của Guru. Trong tiếng Phạn, giới là Samaya, nghĩa của nó là giữ lời cam kết. Trong tiếng Tạng thì giới là Tam Sit. Tam có nghĩa là tôi sẽ làm điều này hay điều kia, và sau đó bạn phải giữ lời hứa. Đó là Tam Sit, đó là Samaya. Khi ai đó nói tôi tu Phật, bạn hỏi tu Tiểu Thừa hay Đại Thừa? Nếu người ấy nói Đại Thừa thì đương nhiên có nghĩa là tôi tu Tâm Bi. Đó là Đại Thừa. Nên nói như vậy có nghĩa là tôi thệ nguyện xem tất cả hữu tình chúng sinh như cha mẹ, thương yêu họ như mẹ hiền. Giới nguyện rất quan trọng, nhưng lại cũng chính là cái mà các bạn chẳng hiểu gì mấy. Tôi đang tu tâm bi mẫn, nhưng tôi cứ nổi sân hận ác tâm, như vậy không được. Khi bạn nổi sân hận ác tâm với ai đó thì bạn đã phá giới rồi, giới của Bồ Đề Tâm, của tâm bi. Giáo huấn của Patrul Rinpoche rất thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch. Đây là cuốn Lời Dàn Thầy Tôi của Ngài Patrul Rinpoche. Ngài là bậc đạo sư dạy bạn cách nuôi dưỡng tâm bồ đề, tâm từ, tâm bi, cách nhìn nhận đúng đắn về mọi sự vật hiện tượng và mọi người xung quanh.
chúng ta nên dành thời gian đọc cuốn sách này. Nó sẽ cho bạn những bài học rất bổ ích. Bạn sẽ thấy rất rõ ràng bạn ích kỷ ra sao, bạn sân hận tới mức nào. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy điều đó rất dễ dàng. Tác giả của cuốn sách này, Ngài Patrul Rinpoche, là một hành giả nổi tiếng. Ngài được mọi truyền thông của Phật giáo Tây Tạng thừa nhận. Thậm chí các bậc thầy vĩ đại đều một lòng tán thán rằng Ngài là một đại hành giả như Milarepa. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nhắc tới Ngài. Giáo huấn của Patrul Rinpoche rất thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch. Ngài dùng từ ngữ rất giản dị để những người dân thường hiểu được. Thầy không biết bản dịch Việt ngữ ra sao, nhưng trong bản tiếng Tạng thì lời dạy của Ngài rất giản dị, rõ ràng, trong sáng. Một phong cách dạy rất giản dị. Patrul Rinpoche không giàu có và không nổi tiếng nhờ có nhiều đệ tử, nhưng Ngài nổi tiếng vì phong cách riêng khác mọi người. Ngài rất thẳng thắn và khiêm tốn. Ngài phê phán tất cả những vị lạt ma cao ngạo. Đây là bức hình của Ngài. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là Patrul Rinpoche không, bởi vì vị lạt ma này mặc đồ rất đẹp nên họ cho rằng đó không phải là Ngài. Ngài thường trông như một hành khất. Thầy đã nói về Patrul Rinpoche. Người tu thuộc truyền thống hay dòng truyền thừa nào đi nữa đều có thể lợi lạc rất nhiều nhờ đọc cuốn Lời Vàng Thầy Tôi. Cuốn sách này dạy cách chân tu Pháp Phật, cách tu hành xả ly, trưởng dưỡng tâm bi và tâm bồ đề, cách hiểu về giới, hiểu cuộc đời, cách đối nhân xử thế và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của bạn. Có rất nhiều trí tuệ, tri thức và hiểu biết trong cuốn sách. Đây là một cuốn sách lớn cần phải đọc. Như thầy đã nói ở trên, Patrul Rinpoche rất nổi tiếng. Mọi truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều thừa nhận Ngài vĩ đại như Milarepa, Khai Mật Tạng Dương vĩ đại Jamsang Chenze Wangpo, một trong những khai mật tạng dương quan trọng nhất của Tây Tạng, một bậc chứng ngộ rất cao trong lịch sử Tây Tạng, đã viết lời cầu nguyện cho Patrul Rinpoche. Ngài viết một bài nguyện dài rất hay rồi bảo người đệ tử chịu trách nhiệm xuất bản, chỉ được đưa lời nguyện này cho Patrul Rinpoche xem sau khi việc xuất bản đã hoàn tất. Nếu không, Patrul Rinpoche sẽ hủy nó đi. Người đệ tử không làm được đúng lời thầy dặn. Patrul Rinpoche đã biết được việc này và Ngài đã ném lời nguyện vào lửa. Thế nhưng người đệ tử đã thuộc lòng lời nguyện nên vẫn cứu được bản văn. Ở cấp ngoại, Patrul Rinpoche là hóa thân của Tổ Tịch Thiên. Ở cấp nội, Ngài là hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Ấn Độ Sahari. Ở cấp mật, Ngài là hóa thân của Quán Thế Âm. Patrul Rinpoche là một tôn thánh vĩ đại và là một hóa thân rất đặc biệt. Ba đồ. Tu là cách chuẩn bị cho một nơi chốn tốt đẹp hơn sau khi chết. Hỏi: con người đi về đâu sau khi chết? Xin thầy dạy cho chúng con về nội dung của sách Tử Thư. Trả lời: thầy nghĩ rằng ta đi về đâu sau khi chết phụ thuộc vào việc ta muốn đi về đâu. Nếu chúng ta muốn tới một nơi tốt hơn thì ta phải chuẩn bị. Đối với những người tu thì tu là cách chuẩn bị cho một nơi chốn tốt đẹp hơn sau khi chết. Đó là ý nghĩa chung của việc thực hành Pháp. Trong truyền thống Phật giáo có giáo huấn về nơi nên tới và nơi nên tránh. Giáo lý Phật Đà chỉ dạy rất rõ ràng về nơi nào nên tới và nơi nào không nên. Theo giáo lý trung ấm, có 6 hoặc 3 hoặc 4 trạng thái trung ấm. Giai đoạn giữa kiếp này và kiếp sau là một trung ấm. Nói chung, ba đô là một thứ gì đó nằm giữa hai thứ khác. Giấc mộng cũng là một ba đô khác. Khi ta thiền định, tâm buộc vào một đối tượng thì đó cũng là một ba đô. Khi chúng ta bệnh và bệnh tật lấy đi mạng sống thì từ lúc đó cho tới khi hơi thở bên trong dừng bặt, gọi là ba đô cái chết. Để hiểu được ba đô thật rõ ràng, cần phải hành trì miên mật. Hàng ngày chúng ta phải nghĩ rằng tất cả trên đời này đều là mộng,
mọi thứ là mộng quyển và ta đang sống trong giấc mộng. Mặc dù ta đang còn thức, nhưng vẫn phải nhớ rằng tất cả mọi sắc tướng chỉ là huyễn mộng. Đó là một cách để hiểu về ba đô. Vì chấp chặt vào hình tướng của thế gian nên ta không thể nào nhận chân được bản chất huyễn ảo của ba đô. Vì vậy, quán chiếu bản chất huyễn của dạng pháp trong thế gian chính là cách để ta hiểu ba đô. Có một cách khác nữa, hãy giảm bớt tâm nhị nguyên phân biệt và tham luyến. Cách này đơn giản, hữu hiệu, giúp ta chuẩn bị đối mặt với cái chết, với ba đô. Giáo lý ba đô là một đề tài rộng lớn, đòi hỏi tốn nhiều thời gian để truyền dạy. Để hiểu giáo lý này, người tu phải có một số hiểu biết căn bản, phải hội đủ duyên, phải có sự chuẩn bị, như pháp ngông trô chẳng hạn. Pháp tu ngông trô chuẩn bị cho giáo lý đại viên mãn. Để hiểu được chân nghĩa của ba đô, bản chất của ba đô, người tu cần phải hiểu chân chánh của tâm. Tất cả mọi thứ trong giáo lý ba đô đều nhắc tới sự quá hiện của tâm. Giáo lý này dựa trên nền tảng của Rōchen. Vì vậy, để thọ nhận được giáo lý này, ta phải qua giai đoạn tu dự bị. Hiện nay thầy thường dạy giáo lý 6 ba đô tại tu viện vào mùa đông, trong vòng 3 tháng hoặc 100 ngày. Đây là một giáo lý thầm thâm di diệu, hoàn chỉnh, rất thực dụng, rất đẹp, hỷ lạc và mạnh mẽ. Nếu ai đó muốn học thì phải chuẩn bị. Khi đã hội đủ các yếu tố duyên nghiệp thì sẽ có cơ duyên thọ nhận giáo lý này. Nằm trong 6 ba đô là thuộc về cuộc đời này. Giáo lý về ba đô thứ 5, ba đô quang minh, ba đô pháp tánh, chủ yếu nói về chân tánh của tâm. Nếu một người công phu hành trì các pháp tu về tánh và các pháp tu kim cang thừa khác thì có nhiều khả năng đạt được giải thoát trong ba đô pháp tánh ngay sau khi chết. Việc này đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực và nhiều chứng nghiệm. Vì vậy, phải công phu hành trì rất nhiều. Hỏi: đối với người sơ cơ như chúng con thì làm thế nào để bố trí thời gian hợp lý giữa trì chú và ngồi thiền? Trả lời: trong cuộc đời người tu đạo, bất cứ thời khắc nào cũng là tu. Tuy nhiên, trong xã hội như xã hội ngày nay, bận rộn thế này thì thật khó dành phần lớn thời gian cho việc hành trì. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để dành một phần thời gian cho việc tu. Sáng sớm, hãy thức dậy trong chánh niệm. Hãy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời và bản chất vô thường của nó. Để làm tươi mát tâm mình, hãy nghĩ về vô thường. Hãy nghĩ rằng vì vô thường nên ta không có nhiều thời gian để làm được một cái gì đó cho bản thân. Vì vậy, ta muốn làm cái gì có ích, có ý nghĩa, đó chính là thực hành pháp. Tóm lại, cái đầu tiên phải nghĩ tới khi thức giấc là lý vô thường. Quán chiếu vô thường rất quan trọng. Ta phải tu vì ta có rất nhiều ác nghiệp. Nếu không, khi chết ta sẽ đọa cõi ác. Ta muốn thành một người tốt hơn, muốn có nhiều tự do hơn. Tóm lại, quán vô thường là một pháp tu tâm tuyệt vời mà ta phải thực hành bất cứ lúc nào có dịp. Nếu bạn có nghi quỷ ngôn trô thì hãy dùng nghi quỷ. Các bạn đã biết phải thực hành như thế nào. Ví dụ như phần quy y hoặc bồ đề tâm, điều này có ghi trong nghi quỷ và bạn phải làm theo. Khi hành trì, hãy cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa, lời văn trong nghi quỷ và ghi nhớ chúng. Bổn sư Du Già A Di Đà luôn trụ trong trí tuệ, trong tâm của Guru là cốt tủy của người tu mật. Hỏi: pháp tu A Di Đà theo Kim Cang Thừa có nghi quỷ hướng dẫn không? Và có cần bộ sách Ngôn Trô đi kèm không ạ? Trả lời: có nhiều nghi quỷ A Di Đà của các dòng phái khác nhau. Có một số nghi quỷ phục điển của Lama San. Nói chung, Ngôn Trô hay Đạo Sư Du Già rất quan trọng đối với người tu, đặc biệt là người tu mật. Kim Cang Thừa đòi hỏi hành giả phải thường xuyên tu pháp Bổn Sư Du Già, luôn trụ trong trí tuệ. Trong tâm của Bổn Sư
là cốt tủy của người tu mật. Vì vậy, tu bổn sư Du Già là rất rất quan trọng. Nhiều hành giả như ngài Pantru Rinpoche chẳng hạn, tu bổn sư Du Già hằng ngày, thỉnh thoảng ngài tu pháp A Di Đà, pháp văn thù hoặc tu các bổn tôn khác. Nhưng trước khi tu các pháp đó, ngài bắt đầu bằng bổn sư Du Già. Tóm lại, bổn sư Du Già là pháp tu hằng ngày của người tu Kim Cang Thừa cho mọi thời kỳ và mọi truyền thống. Không phải chỉ ở Tây Tạng, mà đối với các bậc thầy ở các nơi khác như các thành tựu giả Ấn Độ, Tilopa, Naropa, vân vân chẳng hạn. Đây cũng là truyền thống của họ, và các ngài dạy chúng ta cách tu. Các ngài ban giáo huấn và cho chúng ta thấy truyền thống của các ngài. Vì vậy, điều này quan trọng không chỉ với Tây Tạng, mà còn cả với Ấn Độ nữa. Hỏi: Xin Thầy cho chúng con biết chú A-di-đà là gì? Xin Ngài cho chúng con biết trì chú thế nào để đạt hiệu quả? Trả lời: Nếu người tu cố gắng làm được việc đó, bốn nhân duyên giảng sanh và quán tưởng Đức A-di-đà cùng cõi tịnh độ, rồi trước hình ảnh quán tưởng, thực hành tích tập, tịnh hóa, phát bồ đề tâm, phát nguyện giảng sanh tịnh độ thật mãnh liệt, thì bốn nhân duyên sẽ giúp cho người đó thành tựu. Phải tụng chú thế nào? Các bạn tụng A-di-đà Phật. Khi các bạn tụng hồng danh A-di-đà là các bạn đang gọi Ngài. Tại sao chúng ta gọi tên Ngài nhiều lần? Là để tạo kết nối bền chặt với Ngài. Con kêu tên Ngài, xin hãy nghĩ đến con, gia hộ cho con, ban cho con sức mạnh. Đây là ý nghĩa của việc tụng hồng danh Đức A-di-đà nhiều lần. Người Trung Quốc thì tụng Nam-mô A-mi-ta-pho. Nam-mô có nghĩa là bạn tỏ lòng tôn kính, bạn đảnh lễ Ngài. Tại sao ta gọi tên Ngài với tâm thành kính? Tâm thành kính đem lại cái gì? Chỉ có tâm chí thành chí tính mới đem bạn lại gần với Đức A-di-đà và đem Ngài gần với bạn một cách rất đặc biệt. Nam mô thể hiện lòng sùng mộ, thành kính là điều rất quan trọng. Vì vậy, nếu chỉ tụng hồng danh thôi không đủ, còn nếu tụng hồng danh với lòng tôn kính, với tâm chí thành, với đức tin, thì điều này mới thực sự tạo nên khác biệt lớn. Điều này sẽ đem cho ta nhiều lực hộ trì, khiến lời cầu nguyện được thành tựu. Chữ A-di-đà có ý nghĩa gì? A-di-đà có nghĩa là quang, tức ánh sáng, là chói sáng. Tất nhiên, cũng có nhiều thứ ánh sáng, và đôi khi chẳng có nhiều ánh sáng cho lắm. Ánh sáng của Phật A-di-đà nhiều vô tận. Nó giống như ánh mặt trời hay ánh đèn điện chăng? Không, đây là ánh sáng của đại tuệ, đại lực, đại hạnh, đại bi, đại giác, đại phẩm. Đây là vô lượng vô biên quang minh của Đức A-di-đà. Hỏi: Xin Thầy cho con biết cõi tịnh độ có nơi nào đó hay không? Hay là chỉ trong tâm thức quán tưởng? Trả lời: Cõi tịnh độ A-di-đà không tồn tại trong thế giới này. Tuy nhiên, nó tồn tại không chỉ trong tâm mà trên thực tế. Nó là một nơi rất khác biệt. Trong lời nguyện giảng sanh tịnh độ của Ngài Kama Chakme và trong Kinh A-di-đà nói rằng cõi tịnh độ A-di-đà nằm phía Tây, cách rất xa nơi chúng ta, hàng muôn ức thế giới. Sau khi vượt qua hàng muôn ức thế giới, bạn sẽ tới được cõi cực lạc. Nhưng tới đó, bạn không đi bằng thân xác vật lý, mà đi bằng tâm, không đi bằng máy bay hay xe máy. Cuộc hành trình tới đó rất ngắn và nhanh. Guru. Để làm guru ai đó không phải dễ dàng. Để làm đệ tử ai đó cũng không hề dễ dàng chút nào. Hỏi: Xin Thầy cho con biết làm sao xác định được vị thầy nào là căn bản thượng sư của mình? Trả lời: Kết nối nghiệp quyết định ai là guru của bạn. Kết nối nghiệp rất quan trọng. Nói chung, có rất nhiều yêu cầu về một vị Kim Cang thượng sư. Một vị đạo sư phải có nhiều phẩm hạnh,
người đó phải đạt những tiêu chuẩn được mô tả trong kinh sách. Nếu muốn tìm bậc chân sư, hãy khảo sát các phẩm hạnh nơi người thầy, xem người đó có thông tuệ giáo lý không, có từ bi và trung thực hay không, người đó đối nhân xử thế có đúng pháp không, hay luôn việc trái. Chúng ta cần phải biết nhiều điều khác nhau có liên quan tới vị thầy đó. Ở Trung Quốc và Việt Nam, người ta lại làm rất khác. Mọi người ở đây không có điều kiện để khảo sát đạo sư. Họ thọ giáo lý và quán đảnh trước, rồi sau đó mới phán xét vị thầy. Như vậy quá muộn. Cách đó khiến ta mắc lầm lỗi, như vậy không tốt. Vì thế, trước khi thiết lập kết nối pháp, người tu phải khảo sát, phải biết rõ về vị thầy. Rồi sau đó, mọi thứ mới bắt đầu. Làm sao ta nhận biết ai là guru của mình? Một khi đã thiết lập kết nối pháp, thì đương nhiên đó là guru của bạn. Đó là một việc. Nếu người đó có đủ phẩm chất, có lòng bi mẫn, thông tuệ giáo lý, hành động và xử sự đúng pháp, thì bạn có thể nhận làm bổn sư của mình. Thế nhưng ở đây mọi việc lại khác. Ở Trung Quốc hay ở Mỹ cũng vậy. Có người thọ nhận nhiều giáo lý từ một vị thầy, rồi sau đó lại nói: "Ồ, tôi không thích ông thầy này." Nói như vậy không được, bởi bạn đã nhận nhiều giáo lý từ ông thầy đó. Nếu muốn nói như vậy thì phải nói trước khi có kết nối pháp. Như vậy bạn không phạm giới. Còn nếu nói sau đó thì việc ấy không tốt cho bạn. Đó gọi là phạm giới. Chữ guru rất nặng. Guru có nghĩa là một ai đó cao hơn tất cả mọi người khác. Cái gì làm cho guru cao hơn hết thảy mọi thứ? Để làm guru ai đó không dễ dàng. Để làm đệ tử ai đó cũng không hề dễ dàng chút nào. Vì để làm một đệ tử, là một người tu, thì phải có đủ phẩm chất như trung thực, hiểu biết, thông tuệ, siêng năng, vân vân. Những phẩm chất này làm nên người đệ tử đích thực. Không có những phẩm chất này, không có hiểu biết để biết phân biệt giữa tốt và xấu, thì người ta có thể nhảy ào vô những chuyện ngu xuẩn. Đó không phải là đệ tử tốt. Khi một kẻ đã không trung thực, thì cho dù có thấy những phẩm chất tốt ở người thầy đi nữa, kẻ đó cũng không nói đúng sự thật. Họ sẽ nói những điều hoàn toàn trái với sự thật, chỉ chê bai và thêm thắt. Đó là cung cách dối trá, đó là một học trò rất xấu. Vì vậy, để làm một đệ tử, cũng cần phải có một số phẩm chất. Thế giới ngày nay phải luôn kiểm soát tâm và tự nhắc mình, như vậy đủ rồi, nếu không thì sẽ quá. Hỏi: hiện nay luyến ái và sex tràn lan khắp mọi nơi, mọi phương tiện đều được dùng cho việc này, làm sao bảo vệ được tâm? Trả lời: đạo Phật dạy nhiều cách chuyển hóa tâm. Tâm con người thường điên đảo tán loạn, nó luôn dính vào cảnh trần, đắm vào dục lạc. Phật dạy phải thiểu dục tri túc, một việc rất quan trọng. Đắm trong tham, con người đánh mất những phẩm chất đẹp trong tâm, nên phải luôn kiểm soát tâm và tự nhắc mình. Như vậy đủ rồi, nếu không thì sẽ quá. Đó là cách để chế ngự tham. Cần phải biết sức mạnh của tham luyến dính mắc. Để tâm tự tung tự tác thì nó sẽ làm tới mãi, không biết chỗ dừng. Biết dừng lại, ta sẽ chế ngự được nó. Ở chừng mực nào đó, nếu thực sự muốn thì ta sẽ làm chủ được tâm. Vì vậy, làm việc với tâm là một cách giảm tham dục. Quá nhiều tham muốn gây nên chướng ngại trong cuộc sống của ta. Nếu không muốn mắc phải chướng ngại thì phải tri túc, phải biết kiểm soát tâm. Vì còn dịp trao đổi về chủ đề này và bây giờ không đủ thời gian nên tạm dừng ở đây. Có một điều cần nhấn mạnh. Ngày nay trên thế giới, nhiều học giả thừa nhận rằng đạo Phật không chỉ là một tôn giáo. Đạo Phật là một nền giáo dục vĩ đại. Điều đó được nhiều người công nhận. Nghiên cứu Phật giáo là một cách học tuyệt vời. Nó giúp ta thành một người tốt, trung thực, nhu hòa,
từ ái và bi mẫn, một điều rất quan trọng và rất cần thiết. Trong thế giới hiện đại này, một thời buổi rất dữ dằn, thiếu một nền giáo dục như vậy, con người có thể làm những điều tồi bại tới mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Nghiên cứu Phật giáo là một việc rất bổ ích, có ý nghĩa cho cuộc đời và cho mọi người. Hết bài giảng ngày 12 tháng 10 năm 2012.